Video này chỉ mang tính chất vui vẻ, không cổ xí cho bất kỳ những hành động tiêu cực nào đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Hello, my name is Happy. Ok, ngày hôm nay Happy với Lát sẽ... Cái gì? Ôi, không có giỡn nữa. Ngày hôm nay Happy với Lát sẽ chơi mini game nha bạn ơi. Và chúng ta sẽ cày đến khi nào mà chúng ta có thể lên level được nha. Skin R16, alo R16. Ok, bây giờ chúng ta sẽ vô hát quỷ đạo nè. Là mắc gì quỷ đạo. Bởi đờ sao quỷ đạo. Ít. Nè, mày nhảy nè bạn ơi, nhảy nè Lá ơi. Lá. Ơi, chúng mình nhảy nè bây giờ. Ơi, không, cái này không nhảy luôn. Cái này là chơi sao. Ai, chúng ta phải né. Cái máy gấp thú ra. Ơi, của chừng hồi nó gấp chúng mình một cái là ăn hạnh luôn á. Mày Lá không tay Lá. Ôi, Lá được điều khiển nè. Đừng có gấp, Happy ơi. Để cho Happy chơi nào. Thì gấp Happy luôn. Là để cho Happy chơi coi. Rồi sao bây giờ Happy đang tránh. Ai? 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 Là sao gấp được ai chứ? Đấy rồi. Là sao mà lại có thể gấp được Happy? Hello, my name is Happy. Happy. Yeah, lại gấp được một bạn rồi. Yeah, đừng gấp Happy nha. Ok luôn không? Gì vậy? Không trúng ai. Âu âu. Hello. Đừng đừng đừng. Mày có cảm ơn Lá nhiều nha. Hết chưa? Đây đây, mình nhảy thôi. Đây đây đây. Hết nhảy rồi, thấy chưa? Nó chỉ hiện lên cái tại Happy. Thôi tại Lá đó. Lưới đèn làm như cái này bắt cua á. Happy ở sâu luôn, Happy cứ bơm ấy. Nè ơi, nói đại cũng đúng luôn á. Ơi đúng rồi, mình phải chiền cục bơm để cho đồng đội của mình. À, nó xấu quá, Happy đừng nói chuyện với Lá. Nãy Happy mới chiền cho một người luôn. À, tức là mình phải đưa về đích nhanh lên đó, chứ không là mình sẽ ngỏm á. À, yeah. Đi luôn nào. Hên quá, chưa có đập đường này. Ê đi, đường này à. À, giữ bơm nha, giữ bơm nhở. Happy với Happy. Happy có giữ bơm, Happy chuyền cho bạn khác không hả? Tao không có đi được, sao kìa. Happy chuyện cho bạn khác mà. Tao lát không đi được. Tao lát phải đi đường này. Nhanh lên chứ không là dẹp á. Bạn kia giữ bơm rồi. Không, không phải giữ bơm mà chúng ta phải đến. Ok, nhấn đi, nhấn nút của Lá ơi, đi nhấn nút á. À, Lá phải đến trung tâm, bởi vì đi Happy đến trung tâm là Lá phải tới ở trung tâm. Chứ không lẽ đi tới nhà. À, Lá nhớ mình một cái rồi đi. À, mình phải bên đây. Happy phải dẫn đồng đội của Happy đi. Happy là đồng đội, còn đồng đội của Happy. Rồi sao Lá được ăn luôn. Bỏ luôn. Yahoo. Oh my god. Yahoo. Yahoo. Lá đội đỏ, Happy đội xanh, xanh lục. Thành liệu. Lá là đỏ ao, Happy là đỏ, Happy là hộp lửa. Happy không biết, tại vì hồi nãy Happy thấy Happy tưởng.
Vì tưởng nó là không phải là lá, còn bạn trong góc là lá không mày chơi. Nãy lá là đâu có đọc em bây giờ. Nghiệp lao, xin lỗi lao nha, Happy không có biết. Bây giờ lá có đi chăn với Happy không vậy? Không, em đâu chăn đâu. Giờ lá đang ở ngoài sẵn á. Ê, ai bị cướp búa rồi, ai hay bị hắn rồi. Những người ôi, tìm kiếm đã thất bại rồi, xong luôn, hay bị thất bại rồi. Ôi, hay bị thua rồi. Cái gì đây, ủa sao mấy bạn này thấy hay bị. Ơi, sao mấy bạn nó chỉnh skin gì mà cao dữ vậy? Mấy bạn đó là hết sáng đi sáng sau của em. Hay bị cười hơi tăng đỏ mọi người. Ai đi lấy gặp. À, ý là mình xem coi cái đó là số mấy á. Chị T. À. Ồ, lá bị cục rồi. Mình nhập số vô lá. À, nhập chữ. Bao nhiêu? Ồ, lá bị cục lại rồi. S. W S. Đi quy. À, W S. Phải hai bên nhà. Đi quy S. S. Ồ, lá bị cục lại rồi. Will. S. A. Will. Yeah. D. W. S biết con A D W S A à, thôi lộn rồi tại lá đó lá nó nhiều quá à. Lỗi D S A lá đẹp không à đấy D D S A D rồi xong phải không cái em nó quay vòng vòng á cái này quay vòng vòng đi Oli Bule Bule đây ba cái này à, nó làm cái giọng gì nữa. À, là ai mà cô tới đất trước là người đã hắn đúng không? Ờ mà. Ơi xài. Ủa cái gì á? Nó phải bị thấy bị thấy rồi bắt cô lên cái chỗ này. Ủa sao la chỗ gì á? Phải bắt cô lên cái đỉnh an ninh của cái đỉnh ở dưới Bình Dương Tháp Nguyên vô tận của dưới đáy xã hội Liên Quân. I can't just like up. Sao cứ bị té hoài vậy? Lá chưa có lên được cái đỉnh của cái đỉnh đâu á. Của cái đỉnh nó Tháp Bình Dương. Tại vì lá còn non lắm. Hello. Ê, sao dưới một đứa nhóc Happy có thể gọi là đi chơi. Yeah, Happy hắn rồi nè. Happy đâu có thấy được hả? Thôi, Happy xem lá chơi luôn á. Thôi, ủa lá sẽ nhờ lá sẽ nhờ các bạn xem video. Video để xem. Em bị nó mới thật hay là phát e. Ờ, là bốc phát quá. Happy á. Cái lô bê rô. Ủa, lá đang qua nhà của Happy. Hello. Nó toàn rõ rồi. Nhịp bất tăng. Ê, wow. Trời, lá còn non. Chắc Happy không non. Nãy giờ Happy đi hai người đó. Lá muốn cây súng mà lá được cây kia có tức. Ủa chứ là để cây súng mà dạ. Có, ê mì. Không có. Mì không biết vậy đó. Không có, phải mua. Đó, thấy không? Không ai làm gì hết cùng bé chết nữa. Ủa lá đâu rồi? Ta chỗ mới vô á, mì. Hay mì cũng chỗ mới vô á, lá đâu rồi? Lá trên sông rồi hả? Ê, đây chiến đấu nè bạn. Vô, ê, chú. Chu nếu mà lá thắng thì lá đi sẽ không. Lá sẽ sầm ở đế. Không. Lá sẽ gặp đế. Có chuyện sầm ở đế. Ừ rồi. Rồi xong luôn phải không? Lá bị té rồi. Ai bây giờ bị té không? Ai trên lầu? Hello. Sao tôi lên mà bị té rồi thôi. Đồng
đội hả? Tình bạn chấm dứt tại đây. Ý là ai gọt hết nhanh nhất á? Ý là ai gọt nhiều nhất? Ý là đội nào gọt nhiều nhất? Nói chung là Happy có gà. Là biết cách nào để gọt nhanh hơn. Ê sao bên đội sợi xanh có mấy ít người quá hả? Ừ đúng rồi, có mấy người. Còn bên kia một ai luôn kìa, thấy không? Lát cắt hai cái cỏ được một lúc á. Ừ chắc Happy không vậy. Mình phải ngoằn ngoèo qua. Mình phải quẹo qua quẹo lại giống Happy vậy nè, cắt cho nó nhiều. Đó trời, bây giờ lá mất cội quá lá. Lá cứ càng nhích á. Em ơi, lại đâu. Rồi xong luôn, chắc đợi xanh mình thua luôn rồi lá ơi. Đúng rồi, mình thua rồi. Trời chi không có đều hết, kỳ quá. Ừ, đúng rồi, mình kêu bị dèo quá. Cho giờ lá thắng thì mọi người. Cho mình đi của ta xin. Giờ lá thắng thì mọi người phải like cho lá, phải còn lê cho lá. Đừng nha lá, đừng, Happy không có giỡn nào bây giờ. Đừng có say Happy. Đừng có say tôi. Ê Happy với bạn này nấp giống nhau luôn nè. Ê lá cũng giống Happy. Giống đổ giống nhau luôn. Mấy người có té rồi. Đừng có say Happy, Happy không á. Em không có giận như lá rồi. Em đi rửa lạc. Đừng có say Tấm ơi. Ủa lộn. Yamete Kutashi. Yamete. Rơ. Đó, còn chịu nổi không? Khi chơi vậy coi chịu nổi không? Yeah, em win rồi à. Tại Lê đó. Ok mọi người ơi, thì ngày hôm nay Happy với Lá đã gọi là chơi rất là mệt luôn rồi và chơi rất là vui luôn. Nếu như bạn thích Happy với Lá chơi mini game nữa thì nhớ like và share cho mình nha. Bây giờ thì chúc mày mới vui vẻ, bye bye. Video này chỉ mang tính chất vui vẻ, không cổ xí cho bất kỳ những hành động tiêu cực nào, đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam.